trong pháp tùy quán tinh tránh trong đời. Thân tùy tử khu rạc lưng vô dài vì ấy biết ta thở vô dài, thở ra dài vì ấy biết ta thở ra dài, thở vô ngắn vì ấy biết ta thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết ta thở ra ngắn. Cảm giác biết trọn vẹn hơi thở vô vì ấy luyện tập, cảm giác biết trọn vẹn hơi thở ra vì ấy luyện tập. An tĩnh trọn vẹn hơi thở vô vì ấy luyện tập, an tĩnh trọn vẹn hơi thở ra vì ấy luyện tập. Như thợ quay điện xào khi quay một sợi dây dài biết tôi sẽ quay sợi dây dài, khi quay sợi dây ngắn biết tôi sẽ quay sợi dây ngắn. Như vậy người đệ tử sống niệm thân trong thân, sống niệm thân ngoài thân, sống niệm thân trong nội ngoại thân, sống quán niệm bản chất sanh khởi của tiếng trên thở, sống quán niệm bản chất hoại diệt của tiếng trên thở, sống quán niệm bản chất sanh khởi và hoại diệt của hơi thở. Trong thân vị ấy an trụ phát sanh chánh trí hướng đến chánh niệm, chánh trí vị ấy không tham ái và tà kiến vào bất luận điều gì, sống không nương tựa không chấp trước bất luận một vật gì trong đời. Dạ, con nghĩ là đọc đến như đó là đủ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, thưa con xin trao mic lại cho sư. Dạ, chắc để lần sau thì sư chỉ cho tụi con biết rõ hơn là đọc khu cái đoạn kinh nào. Dạ, con xin trao mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Dạ, đọc trong cái phần đó là nó vừa đủ rồi. Thì nhắc lại để quý vị nắm ha. Tứ niệm xứ là bốn cái nơi mà chúng ta đặt cái niệm của mình để mà quan sát. Thì ở đây nó gồm có bốn là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là thân quán niệm xứ. Thì sư tóm gọn để quý vị có thể nắm được, tức là thân quán niệm xứ là vị hành giả thiết lập sự chánh niệm trên thân hay là sắc quẩn. Thì nói về cái thân hay là sắc quẩn á, thì nó gồm có 14 đề mục để hành giả dùng đó để làm đối tượng mà quan sát. Thứ nhất là hơi thở nè. Thứ hai là trong bốn quay nghi. Bốn quay nghi có là gì? Đi, đứng, ngồi, nằm. Đó là bốn cái quay nghi. Bên cạnh đó là bốn cái quay nghi này gọi là đại quay nghi. Còn những cái quay nghi nhỏ nhặt như là co tay, co chân, duỗi tay, duỗi chân, rồi mình sinh hoạt như là nhai, nếm, bất cứ những cái gì, những cái chuyển động, những cái hành động gì nó diễn ra, mình có thể mình lấy đó để làm đối tượng. Rồi cái quan sát về cái tính chất bất tịnh của thân là như cái mùi hôi của thân thể nè, rồi những cái sự bài tiết, những cái chất mà bất tịnh từ trong thân nó thải ra. Rồi quán về cái tính chất tứ đại của thân, thì tứ đại là gồm gì? Đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà quán ở đây như gì? Là cái về cái tính chất cứng, mềm, nhẹ, nặng, di chuyển, căn phòng. Rồi chính pháp quán về những cái giai đoạn tàn rã của thi thể. Thì nó gồm có những cái đề mục như vậy. Nhưng mà thường thường đó, về cái thân quán, chúng ta lấy
cái hơi thở là chính. Tại vì sao? Tại vì những cái đề mục khác thì nó đòi hỏi rất là nhiều, nhưng mà cái hơi thở thì nó rất là dễ. Quý vị đi bất cứ nơi đâu thì cũng đem cái hơi thở theo. Cái hơi thở này nó đi theo ta từ lúc mà chúng ta rời khỏi lòng mẹ. Khi mà cái bào thai còn nằm ở trong bụng mẹ đó, thì được cái sự nuôi dưỡng của người mẹ. Nhưng mà sau khi mà ra khỏi lòng mẹ rồi đó, thì bắt đầu tự phải hít thở khí trời. Rồi phải những cái tháng đầu đời thì phải nhờ cái sự nuôi dưỡng, cấp dưỡng của sữa mẹ. Nhưng mà thời gian là phải tự ăn uống. Nhưng mà cái hơi thở là luôn luôn là nó đi theo mình, cho đến khi nào mà cuối cái cuộc đời, chấm dứt cái tuổi thọ của nhân loại thì nó mới hết. Cho nên cái hơi thở nó là rất là quan trọng, nó đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Nhưng mà sao mình ít quan tâm tới cái người mà bạn chí thân của mình lắm. Mình tìm hiểu ở trên trời dưới biển, loài vật này loài vật nọ, sao này sao kia, nhưng mà cái người bạn chí thân của mình á, mình không biết. Cho nên á, là cái đề mục hơi thở đó là nó rất là dễ làm đối tượng để mình quan sát. Cho nên Đức Phật thường hay khuyên chư tỳ khưu là hãy an trú vào cái hơi thở. Và chính Đức Phật ngài cũng thường xuyên an trú trong cái đề mục hơi thở. Cho nên khi mà đề cập đến cái thân hành là chỉ cho cái hơi thở. Chúng ta nhớ như vậy. Thì quán sát về cái hơi thở đó, chúng ta có thể quán về hơi thở vô, hơi thở ra. Mình quán sát lúc đầu là mình quán sát ở đầu, mà có thể quán sát ở mũi. Mình biết khi mà cái luồng hơi nó đi vô đi ra, nó xúc chạm ở trên cánh mũi, hoặc là ở trên môi trên, hoặc là nếu mà những cái người mà khó mà nhận bắt cái luồng hơi thở nó xúc chạm á, thì có thể dùng cái đề mục là phòng xẹp. Tại vì cái phòng xẹp á thì nó rõ hơn, nó mạnh hơn. Khi mà chúng ta thở vô đó thì cái ngực và cái bụng nó căng lên, gọi là phòng. Mà khi mà chúng ta thở ra đó thì cái luồng hơi khi mà nó đi ra thì cái ngực nó xẹp xuống, cái bụng nó cũng xẹp xuống, gọi là xẹp. Cho nên là chúng ta theo dõi cái hơi thở là thở vô, thở ra, hoặc là phòng, xẹp. Đó, cứ như vậy chúng ta theo dõi. Hoặc là khi mà trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc là sau khi mà chúng ta tọa thiền xong, chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta niệm về cái hoài nghi là đi. Mình đi thì ở trong cái hoài nghi nào mình biết hoài nghi đó. Khi mình đi thì lúc đầu đó mình niệm là mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, để cho nó quen dần. Rồi sau đó mình bỏ dần đi. Tại vì mặt trái là nó còn nằm ở trong cái chế định. Chân mặt chân trái. Thì bây giờ mình bước lên một cái bài tập thứ hai là gì? Dở đạp. Dở đạp. Khi cái chân mình dở lên thì bắt đầu mình biết dở lên. Rồi mình đặt xuống và nó xúc chạm với cái nền, với cái đường, cái mặt đất, thì mình biết là đạp. Dở đạp, dở đạp. Rồi
Đến giai đoạn chi tiết hơn, dở bước đạp, khi cái chân mình dở lên biết, mình đưa tới mình biết, mình đặt cái chân xuống nó xúc chạm cứng mềm biết, dở bước đạp, dở bước đạp, đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là gì? Dở bước đạp nhấn, nó tới bốn cái niệm. Dở lên mình biết nè, đưa tới là bước mình biết nè, đạp xuống mình biết nè. Và khi mà cái thân hình chúng ta muốn bước cái bước kế tiếp đó, thì sao? Mình phải chuyển cái trọng tâm của cái thân mình vào cái chân đó, để cái chân này mới dở lên được. Thì cái đó là lúc đó khi mà mình chuyển cái trọng tâm vào cái chân mặt hoặc chân trái đó, thì lúc đó là cái nó đè lên, cho nên là cái sức nặng nó đè lên đó gọi là nhấn. Thì từng bước vậy đó, mình quan sát từng bước để mình thấy rõ từng cái chi tiết. Rồi sao? Rồi trong khi mà dở bước đạp đó, mình quán về cái tính chất tứ đại. Thì quý vị biết rằng khi mà bắt đầu mình dở lên, mình dở chân lên là sao? Cái cảm giác nó nhẹ lần là cái tính chất của gió. Cái tính chất của gió là luôn luôn nó di động. Rồi sao? Nó di chuyển, dở lên rồi bước tới, cái chân mình nó có sự rung động lúc lắc, nó đưa cái chân mình tới trước. Đó là cái tính chất của gió. Rồi sao? Bước, dở, bước, đạp thì từ từ nó nặng. Khi mà mình đặt cái chân xuống là càng lúc nó càng nặng. Xong mình xúc chạm đến cái dưới cái nền nhà, cái mặt đường hay gì đó, thì là nó cứng, nó có cái độ cứng, là cái tính chất của đất. Thành ra mình sẽ quán về cái tính chất tứ đại của cái từng bước đi đó. Cho đến một cái lúc mà cái tâm của chúng ta thuần thục rồi đó, chúng ta bỏ hết tất cả những cái danh từ dở bước đạp gì đó, nó là trong cái chế định mà chúng ta gì dùng cái niệm, cái tuệ của mình nó quan sát trong cái chuyển động thôi. Khi đó mình dở mình biết, bước tới biết, đặt xuống biết, nhưng mà mình không còn niệm dở bước đạp nữa, để mình quán thấy được cái tính chất của tứ đại. Mình thấy bằng cái chân đế, chứ mình không còn dựa trên cái tục đế nữa. Mới ban đầu thì mình phải nương theo tục đế, tại vì lúc đầu cái tâm của mình, cái niệm của mình nó chưa có đủ mạnh, thì mình nương theo cái tục đế. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta một thời gian, khi mà chúng ta thân thục rồi đó, xin lỗi, dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, dạ, không biết là có nghe lại được chưa? Thì lúc đầu đó chúng ta phải nương theo cái tục đế, tức là mặt bước trái bước để chúng ta theo dõi, rồi dở bước đạp là tất cả những cái đó mình theo dõi lúc đầu, để cái tâm mình bắt đầu nó thực hành, thực tập ghi nhận mỗi cái động tác. Nhưng mà càng lúc cái trí tuệ mình, cái kinh nghiệm, cái niệm, cái tuệ của mình nó mạnh rồi đó, thì lần hồi mình sẽ bỏ đi những cái tục đế, để mình nhận ra cái tính chất chân đế, là
mềm, nhẹ, nặng đó. Thì như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái chân đế đó. Rồi khi mà chúng ta đứng thì chúng ta biết rằng cái mình đang ở trong cái hoài nghi là đứng. Thí dụ như quý vị đi kinh hành một đoạn tới cuối mình đứng lại thì mình cũng phải biết mình phải biết mình đang ở trong cái hoài nghi đứng. Rồi thì mình xoay gì đó mình biết, cứ mỗi cái chuyển động của thân mình biết. Rồi bắt đầu á, khi mà mình ngồi xuống vậy, khi mình đi một hồi mệt mình muốn ngồi xuống thì cũng vậy, mình phải biết từ từ mình ngồi xuống, cái thân mình nó nặng lần cho đến cái lúc cái mông của mình nó chạm lên ghế, chạm lên cái giường, hay là ngồi ở dưới cái nhà chẳng hạn. Trong mỗi cái mình lúc đầu đó mình chưa quen, mình làm chậm để chi? Để cái hành động nó diễn ra và cái tâm ghi nhận nó theo kịp với nhau. Có nhiều khi lúc đầu cái tâm mà cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó chưa đủ mạnh, có khi mình làm nhanh quá đó thì nó ghi nhận không có kịp. Có khi là nó sớm và nó trễ. Cho nên lúc đầu đó thì chúng ta thực tập đó, chúng ta làm vừa phải, không có quá chậm. Tại vì nếu mà mình làm mà quá chậm á thì cái tốc độ mà nó chậm nó làm cho cái tâm mình, nó kéo cái tâm mình lại á, nó làm cũng làm cho mình mệt. Mà nếu mà mình diễn trình mà quá nhanh thì cái niệm với cái tuệ của mình á, lúc đó nó chưa đủ mạnh để nó theo kịp. Thành ra chúng ta làm vừa phải để ghi nhận mỗi cái chuyển động nó diễn ra, mình biết. Rồi cho đến khi mà quý vị niệm với tuệ mà ủ mạnh thân thuộc thì mình có thể mình làm một cách bình thường. Miễn làm sao mà cái hành động, tức là cái sắc nó diễn ra và cái tâm hay là danh ghi nhận cùng một lúc, không có trễ mà cũng không sớm đó. Khi nào luôn luôn danh sắc danh tức là cái tác ý, tác ý muốn bước, mình biết rồi cái bước nó diễn ra, mình biết bước, mặt bước, trái bước, hay là tác ý muốn đi thì dở bước đạp, dở bước đạp, mỗi cái gì nó cũng diễn ra. Hoặc là khi mà chúng ta tọa thiền thì chúng ta đặt niệm tùy theo. Ví dụ như bây giờ mình niệm về hơi thở vô hơi thở ra, mình có thể mình đặt niệm cái ghi nhận cái sự xúc chạm trên cánh mũi, tùy theo cái nơi nào mà xúc chạm nó rõ nhất thì mình đặt ngay chỗ đó. Tùy theo cái mỗi vị hành giả, có vị thì xúc chạm ở cánh mũi bên phải nó rõ, có vị thì xúc chạm bên cánh mũi bên trái nó rõ, mà có người thì xúc chạm ở cái khoảng cái môi trên nó rõ. Thì bất cứ nơi nào mà mình thấy rằng cái đối tượng nó diễn ra một cách rõ ràng nhất thì mình sẽ đặt ở đó. Còn nếu mà có những vị mà không thể mà theo dõi cái hơi thở, mà chúng ta có thể theo dõi cái phòng xẹp, thì chúng ta theo dõi phòng xẹp mà tất cả những cái đối tượng nó diễn ra trên thân, đối tượng nào mà mình dễ ghi nhận nhất, rõ nhất thì chúng ta sẽ đặt cái niệm của mình ở ngay chỗ đó để mà mình ghi nhận cho nó rõ ràng đối tượng đó. Thì cứ như vậy. Rồi cái đối tượng này đó chúng ta phải biết, lúc đầu
thì mình nương theo, mình nương theo cái tính chất đế để mình niệm. À, lúc đầu mình niệm thở vô thở ra, thở vô à thở ra à, phòng à xọp à, không? Rồi đến một lúc mà nó quen rồi đó thì bắt đầu mình bỏ đi cái tục đế để mình thấy vào cái chân đế. À, mình thấy cái gì? Thấy cái sự chuyển động. À, khi mà quý vị thở vô là cái luồng hơi bắt đầu nó chuyển động, nó đi vô. À, thì mình bỏ cái chữ mà thở vô, mình chỉ ghi nhận cái sự chuyển động thôi, thì đó là cái tính chất chân đế. À, rồi khi mình thở ra cũng vậy, thì khi mình thở ra thì nó có cái sự chuyển động, một cái luồng hơi từ ở trong thân chúng ta nó đi ra ngoài. À, thì lúc đầu mình niệm thở ra hay là xẹp à, à một thời gian đó mình thuần thục quen rồi, mình chỉ ghi nhận theo dõi cái chuyển động nó đi ra. À, hoặc là cứng mềm, khi mà mình hít vô cái phổi, cái bụng, cái ngực mình nó có cái sự căng cứng. À, rồi khi mình thở ra thì bắt đầu sao, nó mềm, nó xẹp xuống, nó nhẹ. Đó, thành ra mình theo dõi chuyển động và mình theo dõi cái sự cứng mềm này là cái tính chất, à, tính chất của đất. À, như vậy đó mình sẽ thấy được, à, danh sắc, danh sắc, danh sắc, à, sanh diệt, sanh diệt. À, khi bắt đầu cái hơi thở vô đó nó bắt đầu thì mình thấy cái hơi thở vô nó sanh, rồi sao nó kéo dài xong rồi chấm dứt. À, rồi hơi thở ra cũng vậy, nó bắt đầu tức là sanh, à, kéo dài một đoạn chấm dứt là sanh diệt, sanh diệt. À, mình nắm rõ như vậy từng bước để mình thấy cái diễn trình của danh sắc, danh sắc. À, luôn luôn là nó thay đổi. À, danh sắc thì nó luôn luôn nó sanh rồi nó diệt. À, chúng ta nếu mà chúng ta quan sát chúng ta thấy gì, khi mà quý vị bắt đầu tọa thiền, quý vị ngồi xuống, à, sau khi lễ Phật gì đó quý vị ngồi yên, à, thì sao nó có một cái tác ý nó muốn thở vô. À, muốn thở vô, sau đó thì cái chuyển động của hơi thở vô, rồi hơi thở vô xong thì sao? Hơi thở vô cũng diệt. À, rồi sao có một cái tác ý thở ra. À, thì sau đó cái chuyển động của hơi thở ra nó diễn ra. À, thành ra mình thấy sao, tác ý là cái gì, là danh. Rồi cái sự ghi nhận cái hơi thở đó cũng là danh. À, còn cái chuyển động đó, nó là sắc. À, thành ra là danh sắc. À, danh nó biết cảnh. À, biết cảnh, cảnh là cái gì, là cái đối tượng của cái sắc nó chuyển động là hơi thở. À, thành ra khi mà cái hơi thở vô mà diệt đó thì cái tâm chánh niệm theo dọn cái hơi thở vô nó cũng diệt. Rồi sao? Cái tác ý muốn thở ra. À, lúc đó cái chuyển động nó mới thở ra. À, thành ra cái anh hay cái tâm nó biết đối tượng là cái hơi thở ra. Nó ghi nhận từ lúc sanh khởi cho đến khi mà nó chấm dứt. Thì cái sắc, tức là cái chuyển động của hơi thở nó diệt. Thì cái tâm ghi nhận theo dõi của cái hơi thở ra nó cũng diệt. Và một cái chuyển động của hơi thở vô là nó khác. Rồi cái tâm ghi nhận cái hơi thở vô là một cái tâm mới, cái khác nha. À, thành ra khi mà quý vị thực hành theo dõi chặt chẽ như vậy đó, à, từng bước, lúc đầu thì chúng ta phải nương theo cái tục đế, à, để chúng ta tập đến một lúc cái niệm tuệ của mình nó mạnh, thì lần hồi mình sẽ gạt bỏ đi những cái gì là danh chế định, những cái tục đế, à, mặt trái,
dở, bước, đạp để mình ghi nhận vào cái gì? Cái tính chất chân đế, cứng, mềm, nhẹ, nặng ha. À, hay là cái sự rung lắc, cái sự chuyển động để mình nhìn vào cái tính chất chân đế để mình thấy. Và mình theo dõi gì? Danh sắc nó luôn luôn nó đi song hành với nhau. À, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt hay là sự vận hành, cái mối tương quan diễn trình của cái sắc và danh. Qua cái phần chánh kinh và cũng như những cái điều hiểu biết qua thực hành thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ thì cũng mời cung thỉnh Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài về thân quán niệm xứ này. À, thì cái thân quán niệm xứ này chúng ta thực hành nó dễ, tại vì đây là cái phần thô. Và ở đây là trong đời sống thì cái hơi thở nè, rồi những cái oai nghi nè, nó diễn ra và từ khi mà chúng ta giấc cho đến khi chúng ta lên giường, chúng ta nằm và rơi vào giấc ngủ trở lại. Nhưng mà sao? Trong đời sống do nhiều khi chúng ta chảnh mãn, tâm của chúng ta lo nghĩ những công việc mà chúng ta không có theo dõi, thì cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta quay trở lại sống với những người bạn thân thiết, những người bạn gần gũi mình từ lúc chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi mà chúng ta giả từ cái thế gian này, cái nhân loại này. Thì những người bạn này luôn luôn là đi theo chúng ta, và chúng ta có thể chơi thực hành với những người bạn này bất cứ lúc nào. Lâu lâu thí dụ như mình khó ngủ, mình ngồi lên, mình ngồi ngủ được, mình ngồi lên, mình niệm hơi thở, không xẹp, thì nó không có gây gỗ gì hết á. Nó không có nói tại sao giờ này khuya rồi không để cho tôi nằm yên mà sao mà còn đem tôi ra thực hành rồi kia, nào nó không có không. Rồi quý vị có thể hành bất cứ đâu, ngoại trừ khi mà mình lái xe thôi, chứ còn nếu mà người khác mà lái xe đó, mình ngồi mình niệm hơi thở cũng được vậy, thấy không? Đó, thành ra đó, cái hơi thở này nó rất là thân thiết, nó đi theo suốt suốt cái chiều dài của cái đời sống, và nó là cái người bạn rất là thân thiết, rất là trung thành với mình. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cái đề mục là hơi thở hoặc là những cái đề mục về các cái oai nghi để chúng ta thực hành, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích để nó là cái nền tảng căn bản để chúng ta sẽ phát triển những cái đề mục mà khác nó vi tế hơn. Nếu mà chúng ta lấy những cái đề mục thô để chúng ta thấy rõ, biết rõ, nhận thức đầy đủ, thì những cái đề mục vi tế nó sẽ dễ dàng khi chúng ta thực hành quán niệm. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy á. Nam Mô Bổn Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ, dạ em cảm ơn, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng dạ con kính chào thầy kinh đến với đạo tràng ạ. Dạ con không thấy dạ. Dạ con thấy thầy kinh rồi dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng nếu mà mình có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay, dạ thì có thể là giơ tay hỏi với ngài
để ngài có thể hỏi, giơ tay hỏi với sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, con xin sám hối. Dạ rồi, Nguyên Trang kính mời anh Lý nha. Dạ, Nguyên Trang xin sức xuống mic ạ. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai, dạ con là Lý. Hôm nay may mắn cái phước duyên của trong chúng ta hôm nay có đầy đủ bốn sư, cho nên chúng ta có một sân gá. Nhà son con xin thánh lễ tổng quát cả tăng chư tăng và kính chào thầy Kiên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con có một cái câu hỏi thắc mắc hơi nhỏ là hồi nãy sư có liệt kê cái vấn đề là 14 đề mục cho cái thân quán niệm xứ. Thì chúng con có thể hiểu được qua cái sự sư khắc nghĩa thì hơi thở và bốn oai nghi là những cái người bạn mà thân hành thân thiết. Tuy nhiên để con cũng có cái chút tò mò về cái vấn đề mà sư nãy nói về cái chính pháp quán, về giai đoạn tan rã của cơ thể, sư có thể liệt kê cho chúng con có chút khái niệm thôi. Chứ đương nhiên là cái hơi thở và cái bốn vài nghi là nó thực tế, nhưng mà để có một cái chút hiểu biết về sự liệt kê, về những danh từ và có chút khái niệm. Dạ, con xin sư Hoa Nghị giải thích dùm. Dạ. Thì cái phần sau đó là quán về cái tính chất bất tịnh của cái thân. Ví dụ như những cái chất mà cơ thể mình nó đào thải ra ngoài nè, như là mồ hôi rồi đó, nước miếng, đàm, rồi kìa. Rồi có những cái đề mục là quán về cái những cái trạng thái của tử thi. Tử thi nó chuyển màu sinh, nó xanh rồi nó sình thúi, nó tan rã rồi kia nọ đó. Thì đó là những cái chi tiết, nhưng mà những cái đề mục này đó nó khó thực hành là sao. Bây giờ nếu mà mình muốn mà thực hành quán về cái đó đó thì nó rất là khó. Tại vì sao, bây giờ đâu có ai mà có còn những cái bãi tha ma mộ địa đâu, mình lại mình quán. Bây giờ chết là bắt đầu nó họ bỏ vô trong hòm, họ chôn hoặc là họ thiêu. Chứ mà bây giờ mà nếu mà nói là bị ô nhiễm, bị ấy này kia nọ, người ta cấm đón, người ta đâu có cho. Mà những cái quán đó là nó khó, phải không? Mấy người mà sợ ma, mấy người sợ ma rồi, mấy người mà ấy thì đâu có quán được cái đó. Thành ra đó là những cái đề mục này liệt kê, nếu mà chúng ta có điều kiện ấy, nhưng mà điều cái là những cái này thì nó không có, cái thời buổi hôm nay thì nó không còn phù hợp nữa, cho nên là chúng ta chỉ chú trọng vào cái hơi thở nè, rồi quản về cái hoài nghi nè, để gì, để mình thấy được quán thân trong thân. Là bây giờ khi mà mình kinh nghiệm được cái thân của mình rồi, quán ngoại thân là sao, mình nhìn ra. Ví dụ như bây giờ mình khi mình biết hơi thở vô là như thế nào, hơi thở ra nó như thế nào, nó căng phồng, nó xẹp xuống như thế nào, mình quán, mình thấy được ở nội thân mình. Mình nhìn một cái người bên cạnh mình, ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái người mà đang ngủ ở bên cạnh mình đi, mình thấy sao, cái ngực người này cũng phồng lên xẹp xuống, phồng lên xẹp xuống, thì sao, mình cũng vậy. Mình cũng thở vô thì cái ngực mình cũng phồng lên, thở ra thì cái ngực mình cũng xẹp xuống. Tìm quán trong thân là như vậy, rồi mình thấy ngoại thân để gì, tất cả danh sắc này đều như nhau, nó hoạt động, nó sanh diệt như nhau, thì nó dễ hơn là mình quán những cái đề mục về về cái tử thi. Thành ra đó thì hồi xưa là còn những cái bãi tha ma mộ địa, thì có nhiều khi chư tỳ khưu đi vô trong những cái bãi tha ma mộ địa đó quán về tử thi thì được. Còn bây giờ mà nếu mà muốn quán tử thi nữa là rất là khó. Thành ra này cũng xin giải thích những cái đề mục đó bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Thì những cái đề mục nào mà nó dễ
à, nó gần gũi, dễ cho mình quan sát thì mình dùng. À, còn à, cái kia đó thì bây giờ nó còn còn phù hợp nữa thì thôi mình kể để cho biết vậy thôi. À, dạ, xin chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng và thầy kinh. Dạ, con đã thấy anh Lý Sa Thú ạ. Dạ, cảm ơn anh Lý đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời đạo tràng ạ. Có thể là giơ tay hỏi trực tiếp giống như anh Lý, hay là có thể chat chat trên màn hình. Và có thể chat trên màn hình và Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi ạ. Nguyên Trang kính mời Xích Hà nha. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh. Dạ, thưa sư, con hồi nãy con có đọc chánh kinh đó, thưa sư. Cái con thấy có cái đoạn nói là tỉnh giác, khí thở vô. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là sao thưa sư? Mình thưa có thể giảng rộng hơn tụi con hiểu không? Có phải là mình thôi để con xin mất cho sư dạy. Và con thấy ở trong kinh đó thưa sư có nói là vị ấy thở ra có nghĩa là sao ạ? À? Có nghĩa là mình phải biết mình đang thở, thì khi mà mình biết mình đang thở có nghĩa là mình đang đặt cái tôi ở trong đó không ạ? À? Con cũng chưa có rõ cái phần này. Dạ thôi con kính trao mic lại cho sư giảng thêm. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì hôm qua thì sư có giảng á, là dù bất cứ một cái đề mục nào, à, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì phải có đầy đủ cái sự ghi nhận này, ghi nhận một cách rõ ràng. Rồi sao? Cái tỉnh giác mình phải biết rõ cái gì nó đang diễn ra, à, không có lẫn lộn, à, biết rõ hồi nãy là mình vừa thở vô rồi, bây giờ là cái hơi thở ra, biết rõ ràng cái hơi thở ra từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt, à, mình biết rõ như vậy, à, nhận rõ ràng, không có lẫn lộn, à, đó gọi là à, chánh niệm tỉnh giác, à, hơi thở vô rồi hơi thở ra, à, là mình phải hiểu biết một cách rõ ràng chính xác từ lúc nó sanh cho đến lúc nó chấm dứt hay là nó diệt, à, mình biết rõ như vậy tức là, à, vị ấy, à, tỉnh giác, à, ta ở đây là hiểu biết một cách sáng suốt rõ ràng, à, là như vậy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, dạ con Lý xin trở lại có một câu hỏi tiếp tục là thưa sư, hồi nãy sư có giải thích về vấn đề mà chúng ta những giai đoạn đầu tiên thì phải mượn cái tục đế, tức là những cái sự niệm niệm trong tâm về thí dụ như cái vấn đề như là nhất duỗi dở rồi duỗi rồi đè rồi thí dụ như trái bước phải bước, những cái trạng thái mà phải khởi lên cái ý nghĩ trong cái tâm để mà diễn tả cái trạng thái của cái sắc nó đang hoạt động đó. Thì sau đó sư cũng có nói là khi mà hành giả thuần thục trong những cái giai đoạn đó rồi thì lúc đó không còn khởi cái niệm đó và chỉ là dùng cái danh pháp, tức là cái sự hiểu biết, trở lại cái vấn đề ghi biết rõ thì niệm và tỉnh giác để mà biết rõ những cái hoạt động, những cái trạng thái cứng mềm, chuyển động rồi nhẹ nặng rồi vân vân, thì xin sư có thể giải thích cho chúng con biết thêm và cả đạo tràng biết thêm là khi nào cái người hành giả tập như vậy rồi tới cái giai đoạn nào mới biết rằng là đã thuần thục trong cái vấn đề mà không cần phải mượn cái tục đế nữa mà có thể là
có thể là niệm thẳng cái trạng thái chân đế, cái đặc tính của các tứ tứ đại, những cái chuyển động của hơi thở vân vân. Khi nào mà những dấu hiệu nào để cho biết rằng là lúc đó là đã thuần thục rồi, thưa sư? Dạ, con xin trả biết là cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Gà Giá. Thì nếu mà quý vị mà ở đi vào những cái trường thiền đó, thì khi mà quý vị trình pháp thì các vị thiền sư người ta sẽ biết được, để người ta từng bước ta hướng dẫn cho quý vị. Còn nếu mà như quý vị mà tự hành thì bây giờ mình phải tập. Thí dụ như mới đầu là mình niệm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, đến một lúc đó, thí dụ như mình tập mà mình đi lúc đầu mình niệm 15-20 phút, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, xong cái bắt đầu cái mình niệm dở bước đạp, dở bước đạp chừng 15-20 phút. Rồi mình thử bây giờ á, mình chỉ ghi nhận cái sự chuyển động mà mình không niệm niệm cái nương theo cái tục đế nữa, coi mình có lẫn lộn hay không. Nếu mà mình lẫn lộn, không có rõ ràng đó, thì như vậy mình có đủ. Còn nếu mà mình thấy bây giờ mình bỏ đi cái tục đế mặt trái, bỏ đi cái dở bước đạp, mà mình vẫn ghi nhận những cái chuyển động nó rõ ràng, nó đầy đủ, không có lẫn lộn, thì như vậy á thì cái niệm mình nó mạnh rồi, thấy không? Thành ra đó, mỗi điều kiện thì nó khác. Ví dụ ở điều kiện ở trường thiền có những vị thiền sư, thì người ta qua cái sự trình pháp thì người ta sẽ biết được cái sự hành, cái niệm và cái tuệ của mình như thế nào, để từng bước cái vị thiền sư sẽ hướng dẫn. Còn nếu mà chúng ta thực hành ở nhà thì mình cũng vậy. Bây giờ mình làm thiền sư cho chính mình, mình vừa là thiền sinh mà cũng vừa là thiền sư luôn, cho nên là mình dựa theo những cái kinh nghiệm, những cái bài tập, mình thử, phải không? Đó, mình cứ thử, nếu mà mình thấy chưa được thì mình trở lại. Còn nếu mình thấy nó nắm vững vàng rồi thì mình sẽ tiếp tục tới bước tới nữa, thực tập những cái bài nó cao hơn. Còn nếu mình thấy nó chưa được thì mình phải trở lại, mình đi từng bước vậy đó, để trong cái pháp hành của mình nó vững vàng và nó có những cái kinh nghiệm tốt đẹp, để có sự tiến bộ. Chúc chú Lý nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, nam mô Bụt, nam mô Thầm Ma, nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính tri ân cái sự giải thích rất là rõ ràng của sư. Như vậy là mình nghe theo lời hướng dẫn là rồi tự thực tập và tự quan sát cái theo dõi cái tiến trình của chúng mình, cũng giống như là thiền sinh và cũng là thiền sư. Dạ, con xin tri ân cái lời giải thích đó. Vậy thì có câu thì hỏi tiếp theo của con là đối với vị hành giả đã qua cái giai đoạn mà ghi nhận những cái pháp chân đế, những cái trạng thái của tứ đại, những cái trạng thái của hơi thở như vậy, thì cái mục đích của cái việc ghi nhận biết rõ những cái trạng thái chân, những cái pháp chân đế như vậy để làm gì, thưa sư? Cái lợi ích của cái sự ghi nhận biết rõ những cái pháp chân đế mang lại lợi ích gì đối với cái vị hành giả tu tứ niệm xứ đó? Cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì quý vị biết rằng trong ba cái hạ phần kiết sử mà một vị
thánh sơ đạo sơ quả, hay là gọi là vị nhập lưu, hay là vị thánh tu đầu quần, cần phải diệt là cái gì? Là thân kiến. À, thân kiến gọi gì? Hoài nghi, giới cấm thủ. À, mà muốn diệt được cái thân kiến là mình phải thấy rõ ràng à, danh và sắc. À, mình thấy được cái tính chất chơn đế, tất cả những cái chuyển động nó diễn ra là gì? Là tác ý hay là danh, rồi sắc, danh sắc, danh sắc. Hoàn toàn không có một cá nhân, không có một con người, không có một người nam, người nữ, à, không sư hay là chú lý gì ở phía sau cái chuyển động này hết á, mà do nhân duyên, à, nhân quả, à, danh sắc nó hiển bày, nó sanh diệt, à, chứ không có hoàn toàn, không có một bản ngã, không có một ai mà điều khiển cái này đó. Từ đó, đó để mà gì, để mình diệt trừ được cái tà kiến sai lầm là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm đó, thấy không? Đó, mình diệt trừ được cái đó à, mặc dù á là mình biết nó như vậy đó, nhưng mà muốn tận trừ được à, cái thân kiến này đó, nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều à, khi một khi mà cái tuệ giác nó đủ mạnh á thì mới diệt được. Thì đó là một trong những cái điều kiện à, để chúng ta đạt đến cái hữu học, tức là tu đà hoàn. Còn nếu mà mình chưa nhận thức rõ à, về danh sắc à, mà mình còn đôi lúc mình cũng còn hoài nghi à, tôi suy nghĩ à, tôi hành động, tôi ăn, tôi uống à, là chúng ta còn mang cái thần kiến, còn chấp thủ à, còn chấp thủ tôi ta à, thì chưa đủ sức để phá. Thì như vậy chúng ta còn phải nỗ lực thực hành à, cho đến khi nào mà những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác đủ mạnh để chặt đứt à, trọn vẹn ba cái dây à, cái dây à, trói buộc là thân kiến nè, cái dây là hoài nghi về tam bảo nè, và cái giới cấm thủ là những cái nghi thức cúng bái gian sinh cầu khấn à, mà mình chặt đứt trọn vẹn ba cái dây gọi là hạ phần kiết sử đó, thì mình mới đạt đến à, cái tầng thánh đầu tiên là vị thánh nhập lưu sơ đạo sơ quả. Và xin giải đáp cái thắc mắc của chú Lý. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú con tới bàn tay của Nguyên Như, dạ kính mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thanh Mai giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bạch sư Nguyên Như có một câu hỏi về cái thiền định với thiền quán đó bạch sư. Con nghe chư tăng dạy là khi mà có mình có những vị á, thì mình đủ cái định tâm á, thì mình có thể tập liền vô cái quán, mình không có cần có đi qua thiền định. Nhưng mà cái tâm mình nó phóng dật quá thì mình phải tập định trước cái đã. Chẳng hạn như trong một lớp học, nếu có mà khoảng 20 cái cậu học trò thì không thể nào mà cái cậu nào cũng có cái sức tập trung giỏi như vậy hết.
Có người thì ngồi đọc một câu là hiểu liền, có người phải đọc 5-7 lần, có người bị ADD, tức là có cái triệu chứng là nó không có được tập trung đó bạch sư, thì cái vị đó không có thể nào mà ngồi ngay cả đọc bài cũng không được, thì làm sao theo dõi hơi thở. Như vậy thì những cái vị đó làm sao mà ngồi thiền rồi bắt được cái hơi thở rồi quán liền được bạch sư? Nếu như vậy thì họ làm sao họ tính vô cái kiểu gọi là cận định với sát na định? Mà nếu mà trong chúng sanh mình có nhiều tầng lớp như vậy, rồi mình cứ gom vô một cái lớp rồi mình cứ dạy giống y chang nhau bạch sư, thì làm sao mà mình thiền được? Dạ sư, sư giải thích cho Nguyên Như thêm ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá, và kính lễ chư tôn đức và chào tất cả quý vị. Thì thật sự ra đó, căn cơ của mỗi chúng sanh nó khác nhau hết. Trên cái công thức, cái công thức chung nó là vậy á. Nhưng mà nếu mà ở trường thiền thì cái số lượng thiền sinh nếu mà nó quá đông thì cái vị thiền sư chỉ truyền đạt như vậy, rồi sau khi mà cái vị thiền sinh trình pháp đó, thì tùy theo những cái gì mà những cái vị nào mà nó trở ngại thì thường thiền sư sẽ có những cái phương pháp để chỉ thêm, dẫn dắt thêm. Thành ra đó, khi mà mình hành á, mình biết có những người á quá đã từng thực hành rồi thì bây giờ á vô nó bắt nhịp rất là nhanh. Nhưng mà có những người mà chưa từng thực hành thì vô nó còn trở ngại, thì phải đi từng bước. Có những vị mà đến nỗi mà niệm phòng xẹp mà niệm không được, rồi sao? Vị thiền sư phải biểu là bây giờ để một cái bàn tay lên ngay cái bụng của mình á, để bàn tay lên ngay cái bụng để chi? Để thở cho mạnh. Lúc đầu là phải tập trung hết sức vô, lúc đó là giống như là thực hành thiền định gì đó, đừng có chú tâm gì cái khác, chú tâm vào cái sự xúc chạm của bàn tay với cái bụng mình thôi. Niệm phòng xẹp gì hả, cả tháng chưa có thấy được. Thành ra đó, trên quý vị phải biết rằng có những cái nó là cái công thức chung nó là vậy, nhưng mà đối với những chúng sanh á thì có những cái duyên khác nhau. Những người nào mà họ đã từng thực rồi, trong quá khứ đã từng thực rồi á thì nó rất là dễ. Ông thầy giảng rồi là họ ngồi họ đạt liền. Nhưng mà có những người á thì phải một thời gian mới đạt, có những người á thì phải rất là lâu, tại vì những chúng sanh này chưa từng thực, thành ra bây giờ nó mới như vậy, thấy không? Thành ra đó, nói như vậy, nhưng mà ở trường thiền thì mình phải có sự hướng dẫn của thiền sư. Còn nếu mà chúng ta thực hành thì mình phải biết từng bước. Rồi nếu mà mình gặp những cái gì trở ngại thì mình gặp những người bạn hoặc là những cái vị mà có kinh nghiệm ở trong cái pháp để mình trao đổi, để mình được từng bước để mình có sự tiến bộ. Chứ không phải bây giờ làm một cái công thức bao nhiêu người cũng phải làm y theo như vậy rập khuôn, mà không phải. Các cái pháp hành này, nó khó là chỗ đó. Thành ra pháp học thì nó dễ, nhưng mà pháp hành thì nó còn đòi hỏi về cái căn cơ, trình độ của mỗi người. Những người nào đã từng thực hành rồi, những người nào chưa từng thực hành, rồi những người mà đã có kinh nghiệm nhiều, hoặc là những người mà sơ cơ thì nó khác nhau hết á. Thành ra đó, trong cái pháp hành không có nói là tu hành 5 năm 10 năm
Ngài còn cái người này mới vô, nhưng mà người ta mới vô, nhưng mà người ta quá khứ người ta đã thực hành rồi thì có thể người ta tiến bộ rất nhanh. Còn mình 5 năm, 10 năm, nhưng mà quá khứ mình chưa từng thực hành thì nó cũng còn nó cũng còn trở ngại, nó còn vướng mắc việc này việc kia đó. Thành ra nó là khác nhau như vậy đó. Thành ra tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người mà các vị thiền sư sẽ hướng dẫn và sẽ giải quyết, chỉ dẫn cho mấy người đó để vượt qua những cái trở ngại. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Đà, Gia Nam mô Tam Mà, Gia Nam mô Sằng Gà, Gia Dạ. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, dạ tiếp theo câu hỏi của chị Nguyên Như thì mỗi người thì có mỗi tánh thì và mỗi người có cái nghiệp quá khứ. Nếu mà họ biết họ thích vào thọ niệm thứ xứ thì họ đi vào thọ liền. Nếu mà họ thích vào tâm niệm xứ thì họ đi vào tâm liền. Thì từ đó họ có thể phát triển cái phần tâm niệm xứ hay là thọ niệm xứ, xong cái họ qua những cái ba cái xứ kia thì nó dễ hơn. Vậy còn người mà không có biết họ hợp với lại thân hay thọ hay tâm hay pháp, vậy thì mỗi người có mỗi cái tánh, vậy cái tánh người nào hợp với là cái thọ niệm xứ vị sư? Dạ xin cho chúng con biết ạ. Dạ kính thưa sư, con xin dâng mấy câu sư ạ. Thì sự thật ra cái giai đoạn đầu hướng dẫn á, cho mấy vị thiền sinh sơ cơ đó, thì phải chia ra là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì khi mà chúng ta thực hành thuần thục rồi đó thì không có chia nữa. Cho nên là giữa cái các cái vị sư thiền sư ở Thái này là không có chia rõ ràng, mà các ngài nói là cái này nó là liên quan mật thiết với nhau, không có chia được. Nhưng mà ở Miến Điện đó thì các ngài chia ra như vậy để chi? Để lúc đầu những cái vị thiền sinh đó dễ dàng. Nhưng mà ở Miến Điện thì nó cũng có nhiều cái trường phái. Ví dụ như ở cái hệ thống trường thiền Mahasi rồi Upanita đó, thì về niệm thân là phòng xẹp, hoặc là trường phái Goenka đó thì niệm thọ, cái trường phái mà hệ thống của ngài Xuê Minh đó thì niệm tâm, ngài Mô Gốc kia nọ đó thì niệm pháp. Thì thật sự ra thân thọ tâm pháp là cái giai đoạn đầu thôi. Đến một lúc mà khi mà thiền sinh mà thuần thục rồi đó thì bất cứ là thân thọ hay tâm pháp, lúc đó cái đối tượng nào nó nổi trội ngay giây phút đó là mình nhận biết được. Ví dụ lúc đầu á là mình theo dõi hơi thở, mà một hồi á nó đau, nó tê, nó nhức, thì lúc đó mình sẽ quán về cái đau, cái tê, nó nhức, nó thuộc về thọ. Rồi tâm mình bực bội, khó chịu, thuộc về pháp, bất thiện, sân. Thì lúc đầu á, là mình chia ra như vậy, nó là cái đề mục chính, để mình nương tựa trên cái đề mục chính này nè, để mình phát triển. Và khi mình phát triển xong rồi đó thì cả bốn cái thân, thọ, tâm, pháp, bất cứ cái đối tượng nào ngay giây phút hiện tại, ngay sát na đó mà nó hiện khởi, nó nổi trội nhất là mình quan sát vào cái đối tượng đó. Chứ không phải niệm thân là cứ suốt đời cứ niệm thân hoài, niệm thọ suốt đời niệm thọ hoài, niệm tâm thì suốt đời cứ niệm tâm hoài, không phải.
cái này nó là cái nền tảng căn bản để từ đó mà chúng ta phát triển để nhận thức ba đối tượng kia. Tại vì sự thật ra đó, mình chia ra vậy á, chứ còn á, ở trong khi mà mình đi vào pháp hành á, thì nó liên quan nhau. À, nhưng mà lúc đầu á, mình tạm thời mình bỏ qua ba đối tượng kia để mình chú mục vào cái đối tượng chính trước. Sau đó đó, cả thọ, cả tâm, cả pháp mình đều biết mỗi lúc mà cái đối tượng nào ngay giây phút đó nó mạnh nhất, nó nổi trội nhất, mình chú mục vào đó để mà mình quan sát, quán niệm. Xin giải đáp cái thắc mắc của chú Lý. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Thầy. Sa thú. Dạ, một lần nữa con kính tri ân, kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của anh Mỹ ạ. Dạ, sau đây con để con coi. Dạ, sau đây con không biết là đạo tràng còn có câu hỏi nữa không ạ? Dạ, Nguyên Trang thấy bàn tay của chị Kim Nhung. Nguyên Trang kính mời chị Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ thầy Trang. Kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, con về cái bài học này thì con thấy con rất là tâm đắc, con rất là quan tâm. Con cũng về cái lý thuyết đó, thì con cũng hiểu được theo cái trí hiểu của con thì con cũng hiểu các đề mục mà sư đưa ra, và con cũng hiểu cách sư đưa ra đặt niệm bước đầu như thế nào và mình thực hành từng bước như thế nào, thì con cũng hiểu, nhờ hiểu theo cái trí của con. Nhưng mà vấn đề là khi mình áp dụng trong cuộc sống, áp dụng hành á, thì con thể áp dụng để thực hành á, thì con thấy nó có nhiều cái vấn đề mà con chưa có thực hiện được. Ví dụ như mình học về vi dự pháp á, thì mình thấy là cái tâm nó nhanh hơn sắc 17 lần. Nhưng mà trong thực tế thì con thấy cái sắc nó nhanh hơn tâm nhiều lắm. Khi con làm đã rồi, con mới thực chết rồi, mình lại quên niệm rồi. Thế là con lại quay lại niệm. Thế xong rồi con niệm một hồi cái nên lại làm tiếp. Tức là cái sắc mình nó nhanh lắm. Tức là mình thường xuyên mình bị mất niệm là như vậy á. Mà nếu mà bây giờ mà mình kéo nó lại, mình niệm, tức là lại bước, gỡ, đạp, rồi mình làm cái gì thì mình biết cái đó, thì cái cách của mình á, nó kỳ lắm, nó chậm mà nó cứng mà nó thô, thì mình thấy nó cũng kỳ, và người thân của mình thấy nó mất nữa. Thành ra là có nhiều khi mình cũng có làm đó, thế xong mình thấy nó kỳ quá rồi mình lại thôi. Thế thì con cho con hỏi là có phải là như vậy chỉ có ở trong trường thiền thì mình mới có thể làm tốt cái vấn đề này, tức là khi mà có một thời gian tập trung là 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày á, thì mình mới làm tốt cái vấn đề này. Còn ở trong cuộc sống thì thực sự ra là đối với con thấy là rất là khó. Tại vì con không có biện minh, nhưng mà thực sự ra là cư sĩ ở nhà nó rất là nhiều việc. Thành ra khi mà mình không thể nào mà mình... mà niệm như mình cái mình học được, con cũng muốn nhưng mà thực sự con không làm được. Ví dụ như ngay lúc này sư giảng bài, con muốn viết thì đáng lẽ mình phải tắc ý muốn lấy viết để mình tắc ý viết, nhưng mà thực ra con chụp cái viết là con viết luôn, con chưa kịp tắc ý để hết. Sư nói thì con nghe, nhưng mà tức là mình chưa kịp tắc ý thì mình đã làm cái hành động đó rồi. Thì con cũng hiểu sư nói mình học cái này, mình thử cái pháp môn này để mình diệt cái thân kiến, thì như vậy thì con thấy là cái căn cơ của con nó cũng còn xa lắm, con cũng chưa tới đâu, thì con cũng xin sư chỉ giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sầm Tham Ma Giá, Nam mô Sầm Khai Giá. Thì thật sự ra đó, khi mà mới bắt đầu mình học, mình thực hành một cái gì nó cũng khó.
Vì sao? Vì cái tâm mình á, hồi đó giờ mình buông lung, mình không có theo dõi, thành ra bây giờ mà mình tập lại là nó rất là khó. Sự thật ra đó là cái diễn trình của tâm rất là nhanh, chứ không phải cái sắc đâu. Cái sắc là nó chậm thôi. Nhưng mà sao? Tại vì có lúc là chúng ta mãi suy nghĩ về việc này việc kia, rồi cái tới chừng mà cái hành động nó diễn ra rồi đó, thì mình nhìn lại thì nó mình là nó đã xong rồi. Chứ không phải là cái hành động nó nhanh. Bây giờ mình phải tập lại, nhưng mà cái này á mình tập từ từ, khi nào mà không có ai hết á mình tập để gì cho nó trở thành một cái thói quen. Chứ còn nếu mà mình đi ra đường mà mình cứ dở bước đạp, dở bước, mình bị bệnh không. Mình bị bệnh, nhưng mà sự thật ra đó mình đang trị bệnh. Còn những cái người kia đó, họ nhìn mình họ mới nói, họ không thấy không hiểu, họ mới là những người bệnh. Mình đừng có sợ, không. Sự thật ra ai cũng bệnh đó, nhưng mà mình đang trị bệnh nè. Mình biết rồi mình bệnh, mình đang trị bệnh. Còn cái người kia đó họ bệnh mà không biết, thì cái điều đó là mấy cái điều là quan trọng, không? Cho nên á là khi mà mình thực hành á, mình tập, ví dụ như thay vì á, giả dụ như bây giờ á là cô quét nhà đi, thay vì á là hồi đó cô quét cho lẹ để làm việc khác, vừa quét mà vừa suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì bây giờ á mình không cần phải làm thiệt chậm, mình làm chậm chút thôi, vừa phải là chút, để gì, để mình biết tay mình đưa tới biết, chân mình bước tới biết, bước lùi biết, đưa sang phải biết, đưa sang trái biết, để gì, để tâm hay là danh thân hay là sắc nó diễn ra song song với nhau, để mình thấy được tâm nó biết nè, thân nó chuyển động nè, tai chuyển động, chân chuyển động, mỗi cái gì nó đi đều nhau. Sau khi mà mình làm xong rồi đó thì mình áp dụng vào trong đời sống. Khi mình làm mỗi cái gì, ví dụ bây giờ mình làm thức ăn, mình sắc, mình gọt, mình đâu cần phải làm cho thiệt lẹ. Mình làm vừa phải, vừa biết, mình đang gọt nè, mình biết nè, mình đang sắc, mình biết nè, mình làm, mình đang rửa chén, mình biết nè, mình đang giặt đồ, mình biết nè. Mình làm bất cứ mỗi cái công việc gì thì mình biết công việc đó. Thì sự thực hành á của Đức Phật dạy đã để gì, để chúng ta áp dụng vào trong cái sinh hoạt, trong cái đời sống. Hồi đó mình cũng làm, nhưng mà mình làm vội vàng, mình làm với cái trạng thái tâm nó vô mình si mê. Bây giờ mình cũng làm, nhưng mà mình làm với cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Hai cái nó khác nhau. Cái hành động á thì nó vẫn diễn ra, nhưng cái quan sát, cái chuyển động, quan sát cái hành động này là hai cái trạng thái tâm khác nhau. Hồi đó là mình tâm phóng dật buông lung, mình làm chuyện này mình suy nghĩ chuyện khác, mình làm mà mình nghĩ dẫn dơ nhớ tưởng gì đâu á, mình không có biết. Đó là mình làm với tâm phóng dật, không sống trong hiện tại. Còn bây giờ mình tập lại, mình vẫn làm, mình vẫn sinh hoạt, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn quét nhà, vẫn nấu ăn, vẫn sắc, vẫn gọt, vẫn tắm rửa, vẫn là rửa chén, rửa bát như bình thường. Nhưng mà sao? Mình tập lại, mình làm cái gì biết cái đó.
À, mình sống trong hiện tại với tâm tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, thì quý vị sẽ thấy được hai cái trạng thái nó khác nhau. À, một cái á, có đôi lúc chúng ta làm trong phóng dật, chúng ta lẫn lộn, à, nó không đem đến kết quả tốt đẹp. Còn khi mà mình làm vừa phải để ghi nhận kịp, thì chúng ta làm trong sự tỉnh thức, hiểu biết rõ ràng, thì nó có cái lợi ích kết quả rất là tốt đẹp. À, nhưng mà cái gì phải đòi hỏi chúng ta thực tập, à, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, chứ không phải một cái mà mình làm được liền, thấy không? Thành ra tại vì hồi lâu rồi mình sống buông lung, à, mình không có chánh niệm tỉnh giác, còn bây giờ bắt đầu mình thực hành thì tất nhiên nó có sơ sót, à, tất nhiên là nó có thất bại, nhưng mà mình đừng có chán nản, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày mình ráng tập một chút, à, thì lần hồi chúng ta cũng sẽ đạt được, cũng sẽ có được cái sự thành tựu tốt đẹp. À, chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã tận tình dạy dỗ cho chúng con bài học ngày hôm nay, cũng như là trả lời những câu hỏi của chúng con. Và nguyên như thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Minh Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. À, Sakkattva Buddharata Nang O Satang Uttamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddhate Chena Sotinana Sangtupadava Sabbe Dukha Vupasamantu Te Sakkattva Marata Nang O Satang Uttamang Varang Parilahu Pasamanang Thammate Chena Sotinana Sangtupadava Sabbe Payavu Pasamantu Te Sakkattva Sankharata Nang O Satang Uttamang Varang Ahuneyang Pahuneyang Sankhate Chena Sotina Nasam Tupadava Sabbe Roga Vupasaman Tu Te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật Bảo là nguồn lợi ích của tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao là Pháp Trấn Tịnh Điều Phiền Não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao là Pháp, là đáng điều đáng để cho người cúng dường và quan hinh tôn trọng. Si tama thu, si tama thu, si tama thu, idang pha lăng e tasmin ratanata yasmin sampasada na cheta. So cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra wa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da lê. Thế ra cha man cha na wa ca cha phình kha vô sa ra mi ca da na pi u pa sa ca.
gamma cha de sa ni gamma cha isara samba na futa sukhita pavantu te cha la bu cha ye bi cha anda sampa wa san se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni căng thăm ma hòa răng pa tình cha tê sầm bề bi đúng kha sa ca ron tu sang kha văn tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm man ha ra cha pung ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á ngà cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm sinh hồ hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vàng cầu mong cho ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật tử trở lại Râm Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về bài Vi Diệu Pháp của Thầy Kinh Milanda. Ngày mai chúng ta sẽ chưa có vô phần tâm vô nhân nha quý vị. Mình ngừng lại một chút, mình sẽ đi sâu về cái phần làm cái hoài nghi. Hoài nghi thông thường và tự nhiên cái Nguyên Như mất quên mất tiêu rồi. Hoài nghi đặc biệt. Và ngày mai mình sẽ đi sâu một chút xíu, mình sẽ bàn bạc với nhau về hoài nghi đặc biệt ha quý vị. Và Nguyên Như xin hẹn gặp lại chư vị vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.